Xin chào các bác nhé, hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác một số món đồ cơ bản để các bác cần dùng để sửa xe. Nhiều khi các bác muốn mua hàng của bên em ấy thì dẫn đến cái nhiều khi các bác cứ mô tả là không được rõ ràng đầy đủ cho lắm. Thì em sẽ giới thiệu một số món đồ để các bác có thể cần dùng cơ bản nhất để sửa một xe đạp. Cái món đầu tiên thì em muốn giới thiệu các bác đây là cái dụng cụ tháo đùi đĩa nhé. Dụng cụ tháo đùi đĩa mà dạng đùi trục cốt vuông các bác nhé. Em sẽ chèn video và các bác sẽ biết dùng cái này nó như thế nào. Đầu tiên là cái đây là cái vam. Em đọc luôn nha, vam tháo đùi đĩa bâu các bác nhé. Thì cái này nó có giá là 100.000. Đó, thì đầu tiên là cái vam tháo đùi đĩa bâu này, nó là có giá 100.000. Và em sẽ chèn cái video tháo đùi ra như thế nào để các bác xem. Đây là cách để mình hướng dẫn các bạn tháo một chiếc đùi đĩa ra nhé. Đầu tiên thì các bạn xịt một chút RB7 vào cho ốc nó trơn. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng một con lục giác số 8 để chúng ta vặn một con ốc gắn trên đùi đĩa ra các bác nhé. Tiếp đến thì chúng ta sẽ sử dụng một bộ vam tháo đùi đĩa. Các bác có thể tìm cái bộ này trên mạng, vam tháo đùi đĩa xe đạp. Thì với những cái dòng trục mà nó sử dụng ốc bắt thì các bác cũng sử dụng luôn cái đầu trắng ở phía ngoài kia các bác. Tháo ốc bình thường ra nếu là nó ốc chụp, còn nếu ốc lục giác thì mình sẽ dùng lục giác số 8. Đó, sau khi thì các bác bắt được cái ốc màu đen kia, ren chặt, bám chặt vào đùi đĩa thì các bác sẽ công cái con ốc màu trắng vào. Thì khi các bác công con ốc màu trắng vào thì đùi đĩa nó sẽ tự bật ra khỏi trục giữa các bác nhé. Cái dụng cụ thứ hai em muốn giới thiệu các bác đó là cái vam tháo trục giữa cốt vuông các bác nhé. Đấy, vam tháo trục giữa bâu này, và cái này nó có giá là 120.000. Cái này em cũng sẽ chèn một cái video tháo trục giữa vào cho các bác xem. Các bác sẽ nhìn thấy là cái dụng cụ này nó sẽ dùng như thế nào các bác nhé. Đó, thì đây là cái khi mà cái đồ em vẫn đang dùng đây, cái đồ bâu này, đồ sắt thép của nó khá là tốt và nó có giá 120.000 các bác nhé. Nó có thêm cái hãm lõi hãm này nữa. Đó. Tháo trục thì các bác thường thì các bác sẽ dùng một cái vam như này các bác nhé. Thường thì bên trên mạng thì nó sẽ bán cái vam như này rất là nhiều, nhưng cái vam này bên em dùng thì nó sẽ có thêm một cái ốc lõi hãm vào đây. Đó, một cái lõi hãm để làm sao cái vam này nó cứng vào trục các bác nhé, để các bác vặn khi cái trục sử dụng lâu năm nó sẽ không bị toét. Đó, thì các bác nên dùng cái vam mà nó có thêm hãm thì nó sẽ cứng, nó khỏe hơn. Khi còn nếu mà chỉ dùng mỗi cái vam trục này không thôi thì khi các bác vặn ấy, nhiều khi nó bị toét ren. Đó, hãm cứng như thế thì các bác chỉ dùng con cờ lê 24 vặn. Các con nào mà cứng quá thì các bác sẽ thao tác thêm dùng búa gõ. Thì đây là vam tháo trục giữa, vam tháo đùi đĩa. Và một dụng cụ này là dụng cụ cắt xích các bác nhé. Cái này là dụng cụ cắt xích cũng của Bâu. Cái dụng cụ cắt xích của cái hãng Bâu là em dùng đồ chất thép của nó khá là ok, khá là tốt. Nó sẽ có hai đầu bắn nhé. Một đầu bắn thì nó đang nằm ở đây rồi, và một đầu bắn sơ cua ở đây. Các bác vẫn còn một đầu bắn sơ cua nhé. Cũng như là một cái thanh thép này để các bác móc xích này. Đó, các bác móc xích và các bác thao tác bắn cắt ra cũng như là tháo vào thì nó rất là dễ. Và cái cắt xích này nó có giá là 120.000 các bác nhé. Tất cả các đồ ở đây, giá ở đây đều chưa bao gồm phí ship nhé. Đầu tiên thì các bác cắt cho em cái xích ra. Các cái thao tác tháo đồ này thì em cũng làm rất là nhiều video hướng dẫn rồi, nên là em sẽ tua nhanh cái đoạn tháo đồ thôi. Thì các cái góc nào tháo đồ thì em sẽ quay rõ nhất cho các bác nhìn. Các cái chi tiết tháo xích như nào, tháo đùi như nào, tháo trục như nào. Các bác đỡ mất thời gian. Cắt xích này cũng như là ví dụ một bộ lục giác này bên em cũng có bán này. Đấy, ví dụ bộ này là 80.000 là bộ ngắn này, và bộ dài hơn thì là em bán được 100.000. Đó, bộ lục giác này thì rất là hay dùng trên các con xe đạp, rất nhiều đồ ốc dùng cái lục giác này các bác nhé. Thì các bác cần thì có thể sắm một em có thể trang bán luôn. Một món loại ngắn như này là 80.000, còn loại dài hơn một chút thì là 100.000 các bác nhé. Đấy, loại dài hơn một chút này thì nó là 100.000.
Đó, thì ở đây là em có bán đầy đủ hết. Và một các cái vam để tháo líp nữa các bác nhé. Đây, ví dụ đây là cái vam tháo líp thả. Đây. Cái líp thả đấy các bác nhé, các bác sẽ biết líp của bác là loại như thế nào. Đây là líp thả các bác nhé, đây đây là líp thả này. Líp thả thì nó sẽ có một cái vòng khóa ở đây, còn đây là líp gen vặn này. Đó, líp gen vặn thì nó sẽ có gen, vòng gen vặn ở đây các bác nhé, vòng gen vặn ở đế líp này. Đấy, các bác nhìn phân biệt hai loại này, một líp thả một líp gen vặn này, đấy để các bác biết là mình mua cái loại vam nào về. Đây là líp thả đây, líp thả thì nó sẽ thả vào cái cối các bác nhé, chứ nó không có gen vặn ở đây. Đấy, thì líp thả thì nó sẽ có một vòng lúc ở đây, vòng khóa. Vòng khóa này thì các bác sẽ dùng một cái vam gọi là vam tháo líp thả bâu này. Đấy, các cái đồ sắt thép của chất lượng của bâu này em đánh giá khá là ok, tại bọn em vẫn hay dùng để sửa chữa. Đó, thì khi các bác cần tháo cái líp thả thì các bác dùng một cái vam này, các bác vam ngược ra, cũng như là cần một cái xích để các bác hãm lại cái líp này. Đó, các bác hãm lại cái líp này cũng như các bác vam ngược cái này ra thì các bác sẽ vam được cái líp thả ra nhé. Đấy, đây là dụng cụ vam tháo líp thả và cái này có giá là 60.000 các bác nhé. Đấy, vam tháo líp thả và líp gen vặn đây, líp gen vặn đây. Líp gen vặn thì nó sẽ không có lõi sắt ở giữa các bác nhé. Cái lõi sắt ở giữa thường nó hay xỏ vào cái trục tăng mở nhanh thì nó hay có lõi này. Nhưng thường líp gen vặn của các bác thì hay nó là trục cốt đặc. Đấy, thì nó sẽ không có lõi này. Và các bác dùng cái vam tháo líp gen vặn này. Cái vam này cũng là có giá 60.000 nha các bác nhé. Thì khi các bác muốn mua một cái vam mà dùng tháo líp thả và líp gen vặn thì nó kích thước của nó tương đương nhau thôi, nhưng hai cái vam thì nó sẽ khác nhau một chút và nó đều có giá là 60.000 các bác nhé, để dùng để tháo hai con líp này ra. Đấy, một con líp thả và một con líp gen vặn đó, thì các bác dùng này các bác tháo ra các bác nhé. Đó, thì các bác dùng cờ lê hoặc là bỏ lết các bác tháo ra thôi. Đấy, thì đây toàn bộ là những cái dụng cụ để cơ bản nhất khi các bác dùng để các bác sửa xe, các bác tháo ra, các bác vệ sinh hay là các bác mỡ màng lại cho xe, thì đây là những đồ cơ bản nhất. Thì em nói sơ lại giá các món nhé. Vam tháo đùi đĩa thì nó có giá 100.000. Cắt xích thì nó sẽ có giá là 120.000. Vam tháo trục giữa cốt vuông thì nó sẽ có giá là 120.000. Vam líp thả hay vam líp vặn thì nó đều có giá là 60.000 một cái các bác nhé. Vam líp thả hay vam líp vặn này. Đó, hai vam này thì nó cũng gần tương đương nhau thôi, nhưng một cái này nó sẽ có thêm lõi để các bác vam vào cái trục này nó cứng hơn. Đó, thì một loại thì dùng cho líp gen vặn này. Đấy, một loại để tháo cho líp gen vặn này, cũng của Topre, đồ khá là tốt. Một loại dùng cho líp thả này. Đấy, thì hai cái vam này đều có giá là 60.000. Cũng như là bộ lục giác bên em có bán có loại 80.000 và có loại 100.000 các bác nhé. Các bác cần món gì thì các bác đặt hàng trên website thì em sẽ đặt để cái link web để các bác đặt. Thì các bác để phân biệt cho nó dễ là mình cần tháo đùi đĩa này, cần tháo trục giữa này, cần cắt xích này, cần líp thả này, cần líp vặn này, thì cần món gì thì các bác nhìn thấy giá trên video, em sẽ đề thêm cả giá trên video nữa, thì các bác biết là mình cần món gì. Cũng như là cái này toàn bộ là chưa có phí ship toàn quốc thì nó sẽ là bao gồm khoảng 30.000 hoặc 50.000 tất cả các món các bác nhé. Em xin chào các bác, làm video tổng hợp này để các bác biết là bên em có những cái món gì.